Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em set một bộ combo Makita TD171 hàng Nhật nha anh em, hàng Nhật về. Ok, thì bao gồm có cái túi sách, cái sạc, cái pin 4A và cái máy. Rồi, đây là pin Japan, cell Japan nha anh em. Đây, đây hàng này là hàng new 100 4A 18V có báo họ pin. Rồi, Tùng sẽ gửi đến anh em là cái sạc. Sạc này là sạc bàn cũng mới 100%. Và một cái máy máy sản xuất tại Gia Bang. Sản xuất tại Gia Bang và cũng mới 100%. Thì rồi, cái combo này bao gồm có máy pin sạc túi xách, giá của nó là 6 triệu. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng, cảm ơn anh em. Rồi, em sẽ test cho anh em xem. Có móc đeo và catalog. Catalog này là Gia Bang. Rồi, mình có cái vít luôn, VS2 luôn. Và Nhật về thì cái đầu nó là nó ngậm đầu dài. Nó có auto stop. Rồi, điều khiển nhanh trên bàn phím. Nó là 180 Newton và cấp độ 1001, cấp độ 2 2001, cấp độ 3 3002 và cấp độ cao nhất là 3006. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em. Và giá của nó là 6 triệu một combo.